Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNN, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 191 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán, mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 1431, 1432 nữ nhi của Ngụy Trường Phong. Thành lập học hội, đủ những loại điều lệ, quy tắc, thủ tục, thảo luận thương định hết, không có sai biệt lắm, trời cũng đã sắp sáng rồi. Huyền Huyền hội là học hội của tân sinh, không cần giao nạp hội phí cùng với học phần, nhưng mà có điều lại có một tổ chức cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần vận chuyển lại có thể vì toàn bộ học hội kiếm lấy càng nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên, những cái này đều là ở trong thương định, còn không có hoàn toàn hành thành hình. Trường Huyền lại chẳng muốn lo nghĩ, trực tiếp vùng tay cho đám người nhược hoan công tử và la tuyền trở về khu tinh anh. Mới vừa trở lại chỗ ở, vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được có một tiếng gõ cửa. Có một lão sinh phụ trách quản lý khu tinh anh đứng trước cửa. Trường sư, lại có người nói là muốn tìm ngươi, ta liền mang hắn đi qua. Trường Huyền nhìn lại, chỉ thấy một bàn tử tiến tới ngành đón. Thiếu gia Làm phiền học trường rồi thấy là Tôn Cường, Trương Huyền lại đa tạ, sau đó mang hắn vào bên trong tiểu viện. Chuyện gì đó? Trước mấy ngày, hắn đã an bài đám người Tôn Cường ở trong tiểu viện, giờ phút này lại đột nhiên tìm tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Là Nguyễn Trường Phong các chủ, xử lý xong sự tình tại Linh Tài Các đã tới tìm thiếu gia. Tôn Cường nói. Tìm ta? Không phải là bảo hắn nghe theo sắp xếp của người sao? Vậy chẳng lẽ hắn lại không nghe lời sao? trương Huyền cao mày sau khi bản thân đại náo linh tài các thu phục ngụy trường phong để cho hắn xử lý xong sự tình lại nghe tới tôn cường an bài vậy chẳng lẽ hắn lại không nghe lời sao thì cũng không phải hắn nói nhất định là phải gặp mặt thiếu gia ta lại chẳng có cách nào cũng chỉ có thể tới thôi tôn cường nói nếu như mà thiếu gia ở danh sư học viện không thể nào dễ dàng đi vào coi như là hắn đây nói muốn tìm người cũng đã hao tổn không ít chắc trở rồi nhất định phải gặp ta trường huyền lại cau mày đúng rồi ta lại hỏi hắn đó là chuyện gì làm sao cũng lại không chịu nói nói là muốn gặp được ngươi mới có thể mở miệng ta đây đúng là không có cách nào tôn cường lại cười khổ cái này vậy thì tốt rồi đi qua đó nhìn một chút hiểu cường ra thánh cảnh giống như là ngụy trường phong đã yêu cầu như vậy rồi vậy khẳng định là có chuyện gì đó quan trọng trường huyền lại không nói thêm nhiều lời cùng với tôn cường đi ra khỏi học viện không dùng quá nhiều thời gian liền đã trở lại tiểu viện của đám người tôn cường thiếu gia thấy hắn đi tới ngụy trường phong lập tức tiến tới ngành đón mấy ngày nay không thấy đâu vị linh tài các các chủ này giống như là già nuôi tới mấy tuổi trong mắt cũng lại che kín đầy tơ máu tang thường không nói ra lời Ngươi, đây là làm sao trường huyền lại rất nghi hoặc Đối phương là cường giả thánh cảnh, thọ nguyên đã tới 1.000 tuổi, chỉ cần không có làm ra sự tình gì có hại tới sinh mệnh là không có khả năng già yếu nhanh chóng như vậy được. Mặt ngoài nhìn già đi mấy tuổi, chỉ sợ ít nhất đã tiêu hao mấy chục năm thọ nguyên rồi cũng không nói nhiều lời ngụy trường phong lại quỳ dạp xuống mặt đất xin thiếu ra, hãy mau cứu con gái của ta nàng ấy sắp không qua khỏi rồi ố trường huyền sững sờ trước đó thông qua thư viện hắn đã suy đoán ra đối phương sưu tập bảo vật mục đích là bởi vì cứu thân nhân dựa theo đạo lý sưu tập rất nhiều bảo vật linh tính như vậy coi như là bệnh nặng cũng có thể tiếp tục kiên trì tại sao mười mấy ngày ngắn ngủi liền đã sắp không được rồi bảo vật không có sự sống nhưng mà linh tính thì có dùng cái này mà kéo dài sinh mệnh, chỉ cần không xuất hiện biến cố quá nghiêm trọng, kiên trì tới mấy năm hay là mấy chục năm vẫn không phải là vấn đề gì quá lớn mà. Chính là bởi vì hiểu những chuyện đó, mặc dù thu phục đối phương nhưng mà hắn lại không lo lắng ra tay ngay. Ta cũng không biết nữa, nguyên bản rất là tốt rồi, hai ngày trước sinh mệnh đột nhiên lại suy yếu, bảo vật linh tính cũng đã trở nên vô dụng, mong thiếu giá ra tay. Hốc mắt Ngụy Trường Phong ửng hồng lên, qua nhiều năm như vậy rồi, vì nữ nhi có thể sống sót, chuyện gì hắn cũng có thể làm. Thực sự kiên trì không được nữa, chỉ sợ đến hắn cũng lại chẳng muốn sống. Vị thiếu gia này lại có thể nhìn ra tình huống của mình, lại còn phô bày ra vô số thủ đoạn thần kỳ. Vậy có lẽ, thực sự hắn có thể cứu nữ nhi. Cái này đúng là hy vọng duy nhất. Mang ta qua đó xem một chút. Hiểu nói những lời vô dụng thì nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định được. Trường Huyền nói. Ta đã mang nàng ấy tới gian phòng của mình rồi, Ngụy Trường Phong vội vã chỉ, sợ thiếu gia tới lại đi qua nhìn, thời gian không kịp nữa, lại trực tiếp mang nữ nhi qua, cùng với hắn ở chung một chỗ. Ừm. Trường Huyền gật đầu rồi đi vào. Tôn Cường tìm tiểu viện này chỉ có 7-8 gian phòng, hơn nữa mỗi một cái đều không rộng lớn lắm, đẩy cửa đi vào, cỡ lớn mười mấy mét vuông, hơi có vẻ âm u. Trong góc phòng là một giường gỗ không lớn, phía trên nằm một nữ hai 14-15 tuổi, thân thể gầy yếu, vẻ mặt trắng bệch, tóc tai có một chút ố vàng hai mắt nhắm nghiền đã lâm vào bên trong hôn mê bệnh thật nặng trường Huỳnh lại nhíu mày cô gái trước mắt này thở ra thì nhiều hít vào thì ít ở dưới mình lý chi nhán chiếu giỏi sinh cơ hoàn toàn đã bị suy yếu tất cả kinh mạch bên trong cơ thể mất đi sức sống xem ra bất cứ khi nào cũng lại không cách nào có thể tỉnh lại được nữa khó trách ngụy trường phòng lo lắng nữ hài trước mắt này quả thực đã tới bên bờ sinh tử nếu như không kịp thời cứu chữa lại có thể kiên trì đến trời tối hay không cũng lại khó nói Trước đó, nàng ấy lại còn có thể tỉnh lại mà nói chuyện. Một khi mà chịu không được, lại nuốt vào bảo vật linh tính, liền có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng mà từ hôm qua bắt đầu, những linh tính này đã không còn tác dụng gì cả. Một mực cứ ngủ mê mệt không có tỉnh lại. Vậy sao? Người trưởng phòng tràn đầy lo lắng, lại nói triệu chứng ra. Trường huyền gật đầu, lại nhìn kỹ một lần, bất đắc dĩ rồi lại lắc đầu hắn lý giải y thuật chỉ dừng lại ở tứ tinh, cho dù là có minh lý trì nhãn cũng lại tìm không ra triệu chứng xác thực, trừ phi có thể tiếp tục xem sách, hiểu rõ ràng rất nhiều đối với các loại chứng bệnh. Nhưng mà hiển nhiên thời gian không còn kịp nữa. Kế trước mắt chỉ có thể mượn nhờ thư viện mà thôi. Rũi tay ra, hắn nắm cổ tay của đối phương. Làn da của nữ tử rét run giống như là một khối băng lạnh. Tinh thần tập trung lại, trong đầu trương huyền thở nhẹ ra. Có một quyển sách xuất hiện. Tù luyện giả hôn mê vô chủ xem ý thức, cũng giống như là bảo vật, chỉ cần chạm tới, đồng dạng có thể sinh ra thư tịch đối ứng. Hắn vội vã mở ra. Ngụy Như Yên, người thanh nguyên thành, tiên thiên độc thể. Nội dung thư tịch khắc sâu vào trong óc. Tiên thiên độc thể sao? Nhà đầu này lại là tiên thiên thể chất. Trường huyền sững sờ. Tiên thiên thể chất cực kỳ hiếm thấy, cùng nhau đi tới cũng chỉ gặp qua có triệu nhã và viên đào. Không nghĩ tới, nữ hài bên trong mê ngủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong kia cũng như vậy. Tiên thiên độc thể, thích hợp với tù luyện của chức nghiệp độc sư, lại có điều kiện tại bộ dạng này, có thể sống sót được hay không, vẫn còn chưa biết chừng. Hắn lắc đầu, mặc dù tiên thiên thể chất rất là lợi hại, nhưng mà trước khi kích hoạt cũng giống như là một người thường, đồng dạng có sinh lão bệnh tử, không có bất cứ thực lực gì. Cô gái này, rõ ràng không hề kích hoạt, có hay không có, liền không khác nhau quá nhiều. Khi trước, ở độc điện, trong Hồng Liên Sơn Mạch, hắn đã từng thấy chân sách ghi chép qua cái loại thể chất đó chẳng qua lại nói không rõ ràng, xem như chính hắn đây cũng không biết kích hoạt ra sao, sau khi kích hoạt lại có hiệu quả gì. Không quản thể chất của đối phương lại tiếp tục nhìn xuống. Lúc mang thai, bị cường giả thánh cảnh đả thương, linh hồn, thân thể đều đã bị chịu tổn thương, thuộc về thần hồn tổn hại. Thiếu sót là... Thần hồn tổn hại. Trường Huy lại nhíu mày. Thần hồn tổn hại, tên nhiều ý nghĩa, Tinh thần, hồn phách, thân thể đều là khác biệt với thường nhân, có hao tổn rất lớn, bình thường là ở thời điểm mẫu thai cung cấp không đủ dẫn tới, loại người này, tinh khí thần không đủ để có thể chống đỡ được thân thể sống sót, dựa theo tình huống bình thường thì thực sự rất khó sống, thậm chí khi sinh ra cũng lại không sinh ra được. Nữ hài trước mắt này chẳng những thuận lợi ra đời mà còn sống được rất lâu, làm sao có thể làm được? Loại tình huống của Như Yên, dựa theo đạo lý bình thường, ra đời cũng khó khăn chính là thê tử của ta đã hao hết tinh thần toàn thân giữ được tính mạng của nàng ấy. Lúc này mới có thể thuận lợi sinh ra. Nhưng nàng ấy cũng không sống được. Dường như hiểu ý nghĩ của Trường Huyền, ngụy Trường Phong giống như nhớ tới điều gì, thần sắc lại mang theo vẻ đau thương. Như Yên đã ký thác tính mạng cùng với hy vọng của nàng ấy. Coi như ta chết, cũng không thể nào để cho nàng ấy có việc gì được. Trường Huyền gật đầu. Hắn có thể lý giải tâm cảnh của người trước mặt, vợ vì nữ nhi thuận lợi sống sót mà hao phí hết tinh huyết toàn thân, thậm chí đã chết. Làm một người phụ thân, nếu như ngay cả nữ nhi cũng không thể nào bảo vệ, về sau có mặt mũi nào mà đi gặp thê tử được. Vậy cho nên, những năm nay, coi như là tốn hao đánh đổi lại lớn, nhưng mà không hề chối từ. Thiếu ra, vậy như Yên còn có thể cứu được hay không? Nói xong, ngụy Trường Phong lại không nhịn được đưa mắt nhìn qua, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sinh cơ trong cơ thể của nàng ấy không sai biệt lắm, đã bị cắt đứt toàn bộ, muốn cứu sao? Rất khó." Trương Huyền lắc đầu, xem thư tịch của Ngụy Như Yên, hắn lại cũng cảm thấy có một chút khó giải quyết. Cái này không chỉ là vấn đề thần hồn tổn hại, những năm nay ăn nhiều đồ đại bổ đã quá bổ không thể nào tiêu nổi, sinh cơ trong cơ thể căn bản đã bị phá hư sạch sẽ. Lại còn thêm thần hồn suy yếu, lại có thể nói được đến mức đèn cạn dầu rồi khó trách y sư lục tinh đỉnh phong cũng không có cách nào chỉ có thể dựa vào bảo vật linh tính kéo dài tính mạng xem như chính hắn tìm ra được nguyên nhân và chỗ thiếu hụt cũng lại vô kế khả thi có một loại cảm giác chó cắn con nhím không thể nào nuốt xuống được xin thiếu gia ấy ra tay chỉ cần có thể cứu sống như yên coi như là để cho ta làm trâu làm ngựa ta cũng lại không hối tiếc ngài thiếu gia không trách cứ ngụy trường phong lại vội vàng nói người đã hiểu chung với ta ta có thể làm đương nhiên sẽ không chối từ rồi nhưng mà chỉ có điều Hiện tại nàng ấy không chỉ là thân thể suy yếu Mà hồn phách cũng đã quá suy yếu rồi Muốn cứu chữa sao Trước hết để cho nàng ấy tỉnh lại đã Mà muốn tỉnh lại Thân thể càng phải cường tráng hơn mới được Trương Huy lại xoa xoa lông mày Đối phương rơi vào trong hôn mê Là thân thể không cách nào có thể duy trì hồn phách vận chuyển Thân thể thời khắc này Cũng giống như là một cái bao tải bị thủng Linh hồn lại như nước Căn bạn không dung nạp được Nhưng không có linh hồn Người không thanh tỉnh Thân thể không cách nào có thể điều trị bởi vì muốn bổ sung khí huyết cần ý chí phối hợp, ý niệm không kiên trì được thì đồng dạng không có công hiệu gì. Bổ sung thân thể cần linh hồn tỉnh lại, linh hồn tỉnh lại thì cần thân thể chống đỡ. Ngụy Như Yên này chính là tình huống lưỡng nan. Xem như chính hắn cũng lại cảm thấy cực kỳ đau đầu. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngụy Trường Phong lại nhìn tới, Bệnh lâu đã thành y, hắn lại ngày ngày liên hệ với dược liệu, mặc dù không có thể nào khảo hạch qua y sư, nhưng mà tài nghệ chân chính lại không hề thua kém y sư ngũ tinh hay lục tinh. Loại tình huống đó của nữ nhi, kỳ thực không cần thiếu gia nói, hắn cũng đã biết được. Vậy chẳng lẽ coi như thiếu gia đây cũng lại không còn cách nào sao? Thực sự lại để cho một người tóc bạc mà trơ mắt tiễn người tóc xanh sao? Ngươi đừng vội, ta trước tiên có thể nghĩ ra biện pháp, không để cho nàng ấy chết. Nhưng mà hắn là không kiên trì được bao lâu đâu. Biện pháp tốt nhất là có thể tìm ra được một gốc dược liệu gia tăng hồn phách. Chỉ cần nghĩ ra biện pháp để cho hồn phách được tầm bổ, chữa trị tổn thương, lại có thể tỉnh lại. Và còn lại đã dễ dàng hơn nhiều. Trường huyền suy tư một lát. Hết trường. Trường 1433-1434 thai độc tiền thiên khuếch tán đổi lại là y sư lục tình thậm chí thất tình khác gặp phải cái loại tình huống đó cũng phải bất lực nhưng mà trương huyền thì không giống nắm giữ năng lực vô hồn sơ thực lực không thể nhưng mà có thể rút ra linh hồn đối phương ra Đồn độc tầm bổ hơi cường tráng hơn một chút lại để vào trong thân thể nàng như vậy có lẽ có thể giải quyết được vấn đề nhưng nếu làm như vậy thì đối với thân thể vốn cực kỳ yếu đuối đó rất dễ dàng chịu không được hoàn toàn sẽ biến thành một cỗ tử thi dược liệu sao vậy là dạng dược liệu thế nào Ngụy Trường Phong vội vã nhìn qua, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Chỉ cần có danh tự thôi, tốn hào lớn hơn nữa, ta cũng phải tìm tới. Tên cụ thể, ta lại không quá rõ ràng đâu. Có điều cần ít nhất đạt tới thánh cấp, có một thuộc tính thai ngén linh hồn. Hơn nữa, vẫn còn phải sống. Mặt khác, còn cần một viên đoạn tục đan nữa. Trường Huyện nói. Dược liệu thánh cấp sao? Đoạn tục đan là đan dược cấp 7. Sắc mặt của Ngụy Trường Phong trắng nhợt, đổi lại là vật phẩm khác lấy thực lực thánh cảnh của hắn phí một chút công phu hẳn là có thể tìm ra nhưng hai thứ này sao khó không phải là nói thực lực của hắn không đủ nhân mà không đủ rộng mà là toàn bộ cái hồng viễn thành này lấy đâu ra khả năng có đổi lại là khi khác nơi này không có lại có thể đi qua những quốc gia khác cao cấp hơn mà tìm nhưng mà tình huống của nguyễn nhu yên về thời gian rõ ràng là không còn kịp nữa dược liệu thánh cấp còn sống mới có sinh mệnh lực lượng dồi dào để tầm bộ cho linh hồn của nàng ấy còn đoạn tục đan đoàn... Người hẳn đã từng nghe nói qua rồi, cánh tay đã gãy, thân thể bị tổn thương rất nặng, chỉ cần không bị thương tích căn bản, dùng loại thuốc đó vẫn có thể tùy tiện mà khôi phục. Đối với thân thể lại có một chỗ tốt rất lớn. Trường Huyền giải thích, đoạn tục đan là đan dược cấp 7, người bình thường dùng lại có thể lập tức kích thích ra sinh cơ trong cơ thể, làm tới cụt tay vẫn có thể nối tiếp, thậm chí có thể một lần nữa sinh trưởng ra, vô cùng thần kỳ. Ngụy Như Yên này, sinh cơ trong cơ thể đã bị cắt đứt, muốn đánh thức nàng chỉ có cái loại dược vật cấp bậc như vậy mới có thể làm ra được. Yếu hơn một chút chỉ sợ lại hoàn toàn không có hiệu quả gì. Ta biết, nhưng mà dược liệu thánh cấp như vậy có khả năng tìm ra, nhưng mà đan dược bảy cấp, đi nơi nào mà tìm chứ? Ngụy Trường Phong siết chặt nắm đấm. Dược liệu thánh cấp mặc dù thưa thớt nhưng mà Hồng Viễn Thành vẫn có người bồi dưỡng, nhiều nhất là tốn hao một chút công phu và đánh đổi vẫn có thể cầm tới. Nhưng đan dược cấp 7 hầu như không có khả năng. Ừ, Trường Huyền cũng cao mày. Luyện đan sư cường đại nhất Hồng Viễn Thành cũng chỉ là lục tinh đỉnh phong, không có khả năng luyện chế ra được đan dược cấp 7, huống chi đoạn tục đàn ở trong 7 cấp độ cũng được cho là khá cao. Như thế này đi, ta trước sẽ thử một chút, những phương pháp khác có thể để cho sinh cơ thân thể của nàng ấy tăng trưởng hay không? Trường Huyền lắc đầu, cũng không có biện pháp nào tốt, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Ngụy Như Yên. Hắn lại muốn thử dùng thiên đạo chân khí Thiên đạo chân khí lại có thể để cho thương thế khôi phục rất nhanh, nương theo cấp bậc càng cao, hiệu quả lại càng tốt, mặc dù chưa thử qua có thể cụt tay nối tiếp được hay không, nhưng mà hiệu quả trị liệu đối với một tu luyện giả trải qua vô số lần thí nghiệm, trong lòng sớm đã rõ ràng, không thể nào nghi ngờ được. Nếu như mà có thể thay thế đoạn tục đan, sẽ không cần phải hao tốn sức lực tìm kiếm viên đan dược cấp 7 này. Ngón tay lại đáp lên trên cổ tay đối phương, thiên đạo chân khí hóa thành một dòng suối chảy xuôi. Vậy mà, tất cả đều tắc nghẽn sao? vốn lại còn cho rằng chân khi rất nhanh liền có thể đi ra khắp toàn thân, kích phát ra sinh mệnh lực, nhưng mà ai ngờ vừa mới đi tới không xa liền đã ngưng lại hết. Kinh mạch toàn thân của cô gái này như vậy mà giống như thông đạo phong kín, không hề lưu thông. Thu hồi ngón tay lại. Hẳn là thời điểm nàng ấy vẫn còn đà thai nhi, chịu tới công kích. Kinh mạch vì bảo hộ cho bản thân đã tự nhiên phong bế rồi. Nói cái khác, nàng ta không tỉnh táo lại, chủ động khống chế. Kinh mạch căn bản sẽ không thể nào mở ra được cưỡng ép xung kích Chỉ có thể hoàn toàn ngược lại thôi Rất nhanh hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Thử cái này một chút Dọc theo kinh mạch vào không được Trường huyền lại cũng không hề nhụt chí Cổ tay hắn khẽ đảo Có một hộp ngân châm xuất hiện Nhẹ nhàng lắc một cái Ngân trầm bay lượn đi ra Rơi vào bên trong huyệt vị trên người nữ hài Thiên đạo chân khí lập tức xuyên thấu qua huyệt đạo lan tràn Chân khí đi vào trong thân thể Về mặt của nữ hài nguyên bản trắng bệch Lập tức trở nên hồng thuận Phát ra một tiếng hừ nhẹ có hiệu quả thân thể của ngụy trường phong run lên nhìn thấy hiệu quả tự nhiên hữu hiệu trường huyền lại tinh thần đại chấn Chân khí xuyên thấu qua ngân trầm lại tiếp tục truyền vào bên trong cơ thể đối phương nhưng không đúng sau khi chân khí tiến vào bên trong cơ thể đang định chạy ra toàn thân tẩm bổ cho đối phương lại đột nhiên cảm giác ra được điều gì trường huyền lại nhíu mày đang muốn thu hồi lại ngân trầm lại chỉ thấy vẻ mặt của nữ hai lần nữa biến trắng thân thể không còn nhúc nhích đột nhiên lại co giật kịch liệt Nguy rồi Còn người co rụt lại Bàn tay vồ một cái chân khí tuồn ra Trong nháy mắt Trương Huyền lại thu hồi tất cả ngân châm Nhưng lúc này đã muộn Nữ hài giống như là bị trúng kịch độc Khóe miệng phun ra đầy bọt mép Thân thể run rẩy vài lần Lại trở nên cứng đơ Chết, chết rồi Thân thể Ngụy Trường Phong cứng đơ Vội vã quan sát Con mắt lập tức trở nên đỏ như máu Vốn cho rằng thiếu già có thể cứu được Không nghĩ tới lại trị chết nữ nhi trong lòng còn có một chút ít hy vọng, trong chốc lát đã hóa thành hư không, cả người lại phát điên lên. Cái này không chỉ là riêng hắn như vậy, Trường huyền đây cũng có một chút muốn phát điên. Thiên đạo chân khí có thể trị được tổn thương, chưa hề xảy ra vấn đề gì. vậy tại sao đột nhiên lại xuất hiện có biến cố và giết chết người ta? khẳng định là có liên quan tới thiên tiên độc thể của nàng ấy. khuôn mặt của hắn cực kỳ khó coi. đối phương chính là tiên thiên độc thể, thiên đạo chân khí lại có thể giải bách độc, ngay sau đó lại bị phản vệ bản thân ngụy như yên liền rất yếu trái lại lại còn bị cắn trả làm sao mà chịu đựng được trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn nếu như nàng ấy chết coi như là bị linh hồn hạn chế ngụy trường phong này không có dám làm gì khẳng định hắn sẽ ghi hận ta huống chi cam đoan có thể trị cho người ta lại xuất hiện các loại tình huống như thế này bản thân ta đúng là tự đập bảng hiệu rồi đầu óc hắn mau chóng vận chuyển thế này gọi là chuyện gì chứ người ta vốn đang sống, thậm chí vẫn có cơ hội phục sinh, kết quả đã bị hắn giết chết. Đổi lại là ai khác, khẳng định khó có thể tiếp nhận, không lập tức liều mạng đã là không tệ rồi. Nhất định phải cứu sống. Biết nếu như để cho nhà đầu này chết, ngụy Trường Phong khẳng định sẽ sụp đổ, danh dự bản thân mình cũng sẽ mất sạch. Trường Huyền lại nhướng mày, ngón tay đáp tới, trong đầu sinh ra thư tịch. Thời gian nháy mắt đã xem hết thư tịch. Tiểu Phong, người ra ngoài trước đi. Trường Huyền hít sâu một hơi, lại bàn giao ra ngoài Vẻ mặt ngụy trường Phong rất là khó coi Không sai Nàng ấy cũng không phải là tử vong Mà là không chịu nổi lực lượng Ngắn ngủi hôn mê sâu Ta lại cần phải dùng thủ pháp độc môn cứu chữa Người phải rời đi trước Trường huyền khoát tay áo Cái này Ngụy trường Phong sững sờ Trái tim hô hấp đã không còn Thân thể cũng bắt đầu đã biến cứng rồi Đây mà là hôn mê sao Lừa gạt quỷ Mau lên Không muốn nàng ấy chết Lăn ra bên ngoài Trường Huyền nhướng mày. Vâng. Thấy thiếu gia bắt đầu nổi giận, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mà Ngụy Trường Phòng vẫn cắn răng một cái. Hắn đi ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại. Thấy hắn rời đi, Trường Huyền lại phun ra một ngụm chọc khí, khoanh chân ngồi dưới đất. Vừa rồi dùng thư viện dò xét cũng không phải là nói như vậy, hôn mê sâu mà là thực sự đã chết rồi. Nhưng vừa tắt hơi thở, linh hồn vẫn còn chưa rời đi. Cái loại tình huống đó coi như là y sư thất tình cũng lại bất lực nhưng hắn đột nhiên lại nhớ ra trong thủ đoạn mặc hồn sinh truyền thừa vừa vặn có phương pháp sử dụng dung hợp linh hồn để cho người ta hoàn hồn lại vậy cho nên hắn lại muốn thử một lần nếu như không thử vậy nữ hài này khẳng định sẽ thực sự chết thần tiên khó cứu loại dung hợp linh hồn này khả năng sẽ có thương tổn tới hồn phách của ta nhưng mà lúc này ta không quản được quá nhiều không nói tín dự trước mặt thuộc hạ chỉ là để cho hắn tận mắt nhìn thấy một nữ hài chết ngay trước mặt liền làm không được coi như là đánh đổi nhiều hơn cũng lại không lùi bước tinh thần khẽ động vù hồn từ trong mi tâm nhảy ra bên ngoài lờ lửng trên không trung lập tức nhìn thấy hồn phách của nữ hài dường như đã chịu đến một loại thu hút nào đó đang định thoát ly thân thể rơi vào bên trong một thời không khác định trụ hiểu một khi mà bị lôi kéo đi qua sẽ không cách nào có thể cứu được nữa bàn tay vù hồn của trương huyền bay múa liên tục kết ấn vài thủ ấn bỗng nhiên lại đè ép xuống phía dưới thủ đoạn đặc thù của vu hồn sư chiêu hồn dẫn lại có thể triệu hồi lại linh hồn quỷ dị không hiểu bị bàn tay của hắn đè ép hồn phách bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra khỏi thân thể hơi nhúc nhích một chút lần nữa lại quay về nhưng mà chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ mặc dù bị chiêu hồn dẫn áp chế hồn lực tạm thời không thể nào ly thể nhưng mà nương theo tử vong đã là cùng với thân thể nằm ở hai thế giới nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cho nó dung hợp mới được vào trong người ở bên ngoài căn bản làm không được phải giống như là lần trước cứu chữa lộ trùng đi vào trong thức hải trường huyền lại không ngừng vù hồn to lớn thoáng một cái lại thẳng tắp chui vào bên trong thức hải cực kỳ rộng lớn một tiểu nữ hài gầy yếu lơ lửng đứng cách đó không xa hai mắt lại nhắm nghiền chính là hồn phách của ngụy như yên muốn linh hồn của nàng ấy mạnh lên chỉ có đúng một con đường có thể đi thôi cái đó chính là lấy hồn dưỡng hồn hắn siết chặt nắm đấm hồn phách của đối phương suy yếu lại không cách nào có thể phù hợp với thân thể muốn cho nó mạnh mẽ lên chỉ có đúng một phương pháp tiến hành tầm bổ linh hồn cho nàng mà thủ đoạn tầm bổ tốt nhất chính là lấy hồn dưỡng hồn nói cách khác tiêu hao linh hồn của mình xem như là tiếp tế cho đối phương loại thủ đoạn đó mặc dù vẫn có thể cứu người nhưng cũng là hao tổn bản thân mình không phải là trí thân bất cứ một vu hồn sư nào cũng sẽ không bao giờ đi làm Nói thật, hắn và cô gái này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, đối với cái chuyện hao tổn bản thân mình để cứu người cũng có một chút do dự. Nhưng mà ai bảo hắn làm chết người ta chứ? Bản thân trồng quả đắng, coi như là lại khó uống cũng phải nuốt xuống. Nếu như không, hắn lại không cần thiết làm thiếu gia nữa. Hồn thể to lớn tới gần nữ hài, hồn lực tinh thuần lấy cánh tay làm thông đạo, lực lượng hùng hậu không ngừng đi vào bên trong cơ thể đối phương, tiến hành bổ dưỡng. nâng theo hồn lực tiêu hào, Trường Huyền lại cực kỳ mệt mỏi, hồn lực tẩm bổ tương đương với tiêu hao chính bản thân mình để làm cho người khác tỉnh dậy đối với hồn phách của hắn có thương tổn rất lớn suy yếu chỉ là thứ yếu mà thôi nếu như làm không cẩn thận sẽ để cho hồn phách của hắn khó có thể tụ lại dẫn tới phải chết nhưng đã bắt đầu liền không cách nào có thể trùn bước được cố nén sự mệt mỏi hồn lực lại cứ liên tục không ngừng trở nên hùng hậu hơn nhiều hữu dụng rồi thấy đã có hiệu quả trường huyền lại thở phào một hơi nhẹ nhõm đang muốn tiếp tục đột nhiên lại nhớ tới điều gì mình lý chỉ nhán nhúc nhích Vừa xem xét, con người đột nhiên lại co rút vào, hồn thể không ngừng run lên. Nguy rồi, tiên thiên thai độc đã khuếch tán. Hết trường. Chương trước 1435, 1436, độc hồn thể. Bên trong minh lý trì nhãn, hồn thể ẩn chứa tiên thiên thai độc, trước đó lại còn duy trì thành một đoàn, tích tụ lại chung một chỗ, không có đáng chú ý lắm giờ phút này nâng theo hồn lực của hắn yếu bớt đi vậy mà bắt đầu khuếch tán rộng ra đã hội tụ hơn phân nửa hồn thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lan tràn lên trên xong rồi vẻ mặt của trương huyền trắng bệch tiền thiên thai độc đó chính là đồ vật lúc trước khổng sư cũng không cách nào có thể triệt đẩy thực sự lại muốn tùy ý lan tràn ra không cần suy nghĩ hồn thể khẳng định sẽ bị hạ độc mà chết ai cũng lại cứu không được vốn là đi kinh hồng viện tìm kiếm công pháp áp chế cái thứ này kết quả lại tìm không ra cũng lại có một chút thất vọng nhưng mà không thể nào để trong lòng, cảm thấy chỉ cần cẩn thận thôi. Hẳn là trong thời gian ngắn không quản ngại gì. Ai ngờ, lần này chỉ vì cứu người, linh hồn lại suy yếu để cho nó khuếch tán rộng ra. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Cứu người mà để cho bản thân mình chết cũng coi như là độc nhất vô nhị rồi. Đang khóc không ra nước mắt, định rút hồn lực trở về, liền cảm thấy có một dòng nước ấm từ bên trong cơ thể của nữ hài đối diện lao qua. Bị cố lực lượng này va chạm, tiên thiên thai độc nguyên bản khuếch tán, cũng giống như là lấy được khắc tình, bị dọa tới vội vá ẩn nấp đi. Cái này, Còn mắt hắn lại trợn tròn. Tiên thiên thai độc, hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng lại không có bất cứ hiệu quả gì, tại sao đột nhiên lại như vậy chứ? Chẳng lẽ, tiên thiên độc thể sao? Còn người co rụt, hắn nhớ tới một việc, ánh mắt lại lóe sáng. Thông qua thiên đạo thư viện, hắn biết cô gái trước mắt này thân có tiên thiên độc thể nhưng mà chưa kích hoạt mà thôi. Vậy chẳng lẽ tiên thiên độc thể lại có tác dụng khắc chế với tiên thiên thai độc sao? Nhưng mà không đúng. Nàng ấy khả năng không chỉ là tiên thiên độc thể, mà còn có thể là thể tiên thiên nữa. Độc hồn thể. Còn mắt Trương Huyền lại tỏa sáng. Tiên thiên độc thể bình thường chỉ là một thân thể. Thiên... Tiên thiên có tính kháng độc, bắt độc bất xâm, thậm chí lại dùng kịch độc vẫn có thể để cho thể chất càng ngày càng mạnh. Cái loại độc thể đó, thân thể không e ngại độc dược, nhưng mà sử dụng dược vật độc chết linh hồn cũng sẽ phải chết trừ phi là tiên thiên độc hồn thể. Độc hồn thể cũng giống như là độc thể, đại biểu cho hồn phách cũng có tính chất kháng độc, bách độc bất xâm. Linh hồn cô gái trước mắt này lại có thể trợ giúp cho bản thân áp chế tiên thiên thai độc, cũng lại cho thấy nàng ấy vô cùng có khả năng chính là cái loại thể chất đó. Vậy khó trách, coi như là hấp thu rất nhiều bảo vật linh tính như vậy, cũng khó có thể sống được. Tiên thiên độc hồn lại có thể giống như là tiên thiên độc thể, quá mức nghịch thiên. Nàng ấy vốn suy yếu, lại có thể chịu được mới là lạ đó. Vẻ mặt Trương Huyền lại ngưng trọng, bây giờ mới hiểu ra. Tiên thiên thể chất vốn đã là nghịch thiên, đối phương lại còn là thân thể kiêm hai loại, lại có thể sống tới tận bây giờ, đã rất không thể nào dễ dàng được. Có phải hay không? Thử một lần là biết. Những suy nghĩ này trượt lóe sáng trong óc, Trường Huyền lại cũng không suy nghĩ gì nhiều, tinh thần hắn khẽ động. Không truyền hồn lực vào bên trong cơ thể của đối phương mà là rút ra. Rút hồn lực trở về, tiếp tục tiên thiên thai độc, nó giống như là bị va chạm điện, lùi về phía sau. Ồ, oh, quá tốt rồi. Đang dầu dĩ làm sao có thể giải quyết được thứ này, không nghĩ tới linh hồn của nữ hài này có thể giúp mình một tay. Trường Huyền lại hưng phấn cười lớn, tăng nhanh linh hồn giao lưu. Hồn lực cùng với nữ hài này tiến hành trao đổi, trước đó tiên thiên thai độc khuếch tán ra, dần dần bị áp chế tới một góc, động lại cũng không dám động, giống như là ở trong thân thể. Mặc dù bên trong thời gian ngắn không cách nào có thể khu trừ, nhưng mà lại có thể khống chế không dám làm điều ác. Không nghĩ tới, nhân họa đắc phúc, thấy tiên thiên thai độc bị áp chế, ngay lúc này Trương Huyền mới thở ra một hơi, tràn đầy sự hưng phấn. Vốn lại còn cho rằng đơn thuần chỉ là cứu người, cần hao tổn không ít, làm sao lại cũng chẳng nghĩ tới, hao tổn thì vẫn là tổn hao, nhưng mà nhận được hồi báo lớn hơn. Linh hồn dung hợp với tiên thiên độc hồn thể của đối phương, đối với kịch độc cũng lại có kháng tính, nói cách khác, hiện tại cho dù là có người cho hắn dùng độc dược độc sát linh hồn, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, trái lại lại có khả năng để cho linh hồn trở nên cường đại hơn. Hôm nay tới đây thôi lại chuyển vào trong đó một hồi lại cảm thấy mệt mỏi càng ngày càng nồng đậm lúc này tinh thần của trương huyền mới khẽ động vù hồn bay ra khỏi thức hải của đối phương nói thật ngụy như yên này quá hư nhược coi như là dùng hắn hồn lực tầm bổ cũng không phải là một lần có thể hoàn toàn tỉnh táo vù hồn trở lại thân thể trương huyền lại mở mắt nhìn sang ngay lúc này mặc dù thiếu nữ vẫn không tỉnh lại nhưng đã có hô hấp và nhịp tim hơn nữa vẻ mặt cũng đã hồng thuận hơn giống như đang ngủ say nói cách khác trải qua hắn tầm bổ tạm thời sẽ không nguy hiểm tới tính mạng nữa nhưng mà không mau chóng cứu chữa cũng sẽ không thể nào kiên trì được quá lâu nhục thể của nàng ấy thực sự rất yếu được rồi đó vào đi trường huy lại thở vào nhẹ nhõm hô lên một tiếng ngoài cửa phòng ngụy trường phong cực kỳ khẩn trương vội vã chạy vào nhìn nữ nhi lại lập tức thở vào một hơi lần nữa quay đầu nhìn về phía thiếu gia lại thấy khuôn mặt của hắn trắng bệch không khỏi tràn đầy sự ái náy mới vừa rồi nhìn thấy thiếu gia làm chết nữ nhi hắn đã không cam lòng thậm chí lại còn muốn ra tay đánh nhau nữa bây giờ mới biết thiếu gia là bởi vì muốn cứu nàng ấy thực lực của thiếu gia là kiều thiên cảnh đỉnh phong lại là có rất nhiều thủ đoạn mệt mỏi như vậy tiêu hao lớn lại có thể tưởng tượng hao tổn tâm huyết mà vì muốn cứu người bản thân mình lại còn hiểu lầm người ta thiếu gia ta có lỗi với thiếu gia ngụy trường phong cúi đầu lại tràn đầy sự ái náy ta đã nói qua đã hiểu chung với ta chỉ cần ta có thể làm Chắc chắn không bao giờ lùi bước Trương Huyền lắc đầu Thanh âm đã yếu đi Thay ta thủ hộ một chút Ta trước tiên về khôi phục lại Nói xong không tiếp tục để ý tới đối phương nữa Cổ tay khẽ đảo Có một bình ngọc xuất hiện Tiện tay lại mở ra Có một viên đan rực rơi trong lòng bàn tay Hắn lại thả vào trong miệng Đó chính là tiểu hoàn đan mà vệ nhiễm tuyết đưa cho Đan dược được vào miệng liền hóa, có một cỗ lực lượng mênh mông tuôn vào trong thân thể, nguyên bản hồn phách vì tầm bổ cho ngụy như yên mà bị hao tổn lập tức đã nhận được sự bồi dưỡng chậm rãi lại khôi phục lại không biết qua bao nhiêu lâu trường huyền lại phun ra một ngụm chọc khí lần nữa đứng dậy trải qua điều tức và dược lực vụ hồn bị hao tổn đã hoàn toàn khôi phục lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thiếu ra ngụy trường phong ôm quyền ừ. lần nữa lại nhìn về phía nữ hài trên giường thấy nàng ấy giống như trước đó không có biến hóa quá nhiều Trường Huyền lại thở phào một hơi. Ta nói hai cái loại đó vẫn như cũ rất là cần. Người đừng ngồi chỗ này trông coi nữa, mau chóng đi tìm đi. Vâng. Ngụy Trường Phong gật đầu, lập tức nhíu mày. Thánh dược còn sống, ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Hình như Hồng Viễn Thành thực sự đúng là có thể tìm được. Nhưng lại có khả năng, lại còn cần phải phiền phức thiếu gia dẫn đường nữa. Ở đâu? Trường Huyền nghi hoặc Đối phương là cường giả Thánh Cảnh, Hồng Viễn Thành, làm gì có địa phương nào mà hắn không đi được? Đó là... tại danh sư học viện. Ngụy Trường Phong lại vào đầu. Danh sư học viện. Trường huyện sững sờ. Nơi này đâu đâu cũng lại có cao thủ, coi như là chính hắn đây là thánh giả, không thể nào kể tới. Tùy tiện mà xông vào, quả thực đúng là phiền phức, cần phải thiếu gia mang mình đi theo. Vâng, y sư học viện vưu hư phó viện trưởng. Hắn không chỉ là một y sư mà còn là có thân phận dưỡng dược sư nữa, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu dược liệu. Nếu như bây giờ nói Hồng Viễn Thành, ai mà có thể tìm ra được thánh dược vẫn còn sống thì khẳng định chỉ có một mình hắn. Ngụy Trường Phong nói. Được rồi, biết là ai có, vậy là tốt. Mau chóng lên đường đi. Nếu như không, thời gian kéo dài càng dài, cứu trị cũng lại khó hơn. trương Huyền gật đầu nói. Vâng. Ngụy Trường Phong lên tiếng thường nghị xong xuôi hai người lại rời ra khỏi phòng chỉ thấy đám người tôn cường vương dĩnh đứng ở bên trong viện lão sư thiếu gia mọi người lại đồng loạt nhìn qua mấy ngày nay không thấy đâu đám người vương dĩnh lần nữa đã có sự tiến bộ khí tức bên trong cơ thể lại càng thêm hùng hậu nhìn thoáng qua tiểu viện chật hẹp này mấy người đứng ở bên trong hơi có vẻ chen chúc lại càng không cần phải nói tu luyện trường huyền lại nhịn không được lắc đầu nhìn về phía tôn cường ta bảo ngươi tiếp tục tìm tiểu viện rộng rãi hơn tìm được chưa? Bẩm thiếu ra, tiểu viện chung quanh đây thực sự là rất là khó tìm. Tôn Cường lại xấu hổ cười cười. Không phải là hắn không có cố gắng mà là nơi này tới gần danh sự học viện rồi. Tiểu viện tốt một chút, sống đã bị những học sinh khác thu mua. Cái một chút không cách nào có thể ở được. Xem như hắn đây, những ngày này không hề nhàn rỗi cùng với bất lực. Ừ, như thế này đi. Mấy người các ngươi cũng lại giúp Tôn Cường tìm kiếm xem. Sớm tìm được sẽ sớm vào ở. Nơi này thực sự là quá mức chật hẹp rồi biết đối phương cũng không hề lười biếng trương huyền lại không có ý muốn trách cứ nhìn về phía đám người vương dĩnh rồi phân phó một người tìm kiếm thì phiền phức vương dĩnh trịnh dương và lưu dương cộng lại tốc độ sẽ mau chóng hơn bọn họ cũng không thể nào cả ngày bên trong phòng tu luyện nếu như muốn tiến bộ nhanh hơn còn cần phải khổ nhàn kết hợp ra ngoài đi lại thuận tiện mở mang kiến thức vâng đám người vương dĩnh gật đầu chúng ta đi thôi Giáo pháo xong, trường Huyền không dừng lại, mang theo Ngụy Trường Phong đi tới danh sư học viện. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn chưa có thầy học viên, nhưng thân là Huyền Huyền hội hội trưởng, đã rất là nổi danh, mang một người đi vào học viện đúng là không đáng kể. Hào tốn tới gần nửa canh giờ, hắn mới đi tới y sư học viện. Y sư học viện ở trong 10 đại học viện, bài danh thứ năm chỉ có thể coi là thượng trung. Có điều bởi vì học viện đặc thù, hầu như tất cả danh sư đều không dám trở mặt với người của học viện này bởi vì ai cũng không đảm bảo người sẽ không thụ thương. Chỉ cần tu luyện, tỷ lệ cầu đến học viện này so với học viện khác lại còn lớn hơn nhiều. Vẫn còn chưa tới trung tâm y sư tháp, liền đã thấy người, liên tục không ngừng đi tới đi lui, nhân khí cao hơn luyện khí học viện rất nhiều. Giá cả dược liệu thanh cấp đúng là không ít. Cần tiền tài, người chuẩn bị xong chưa? Trương Huy lại đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi. Hắn đây hiện tại là một nghèo hai trắng, ai lại cũng chẳng giúp được. Đối phương muốn cứu nữ nhi của mình, vậy tự nhiên phải tự bỏ tiền ra. Ta đã chuẩn bị một chút, chắc là đầy đủ rồi. Ngụy Trường Phong gật đầu. Thân là linh tài các các chủ, mặc dù rất là nhiều bảo vật đã bị Trương Huyền quét sạch, nhưng mà xử lý xong gia sản vẫn là có không ít tích xúc. Giá cả linh dược thánh cấp không ít, thấy hắn tích lũy nhiều năm, mua sắm đúng là không khó. Ừ, vậy là tốt rồi, Nghe thấy hắn có tiền, Trường Huyền lại không nói thêm lời gì, đi thẳng về phía trước. Chỉ trong chốc lát lại thấy một tháp cao xuất hiện. Y sư tháp Kiến trúc của y sư học viện rất là rộng lớn, hư viện phó mà đối phương nói đang ở đây. Đi theo đằng sau đám người, Trường Huyền lại tiến vào. Tầng thứ nhất là đại điện cực kỳ rộng lớn, vô số danh sư đi lại bên trong. Nơi này bán dược liệu trân quý, càng có y sư tọa chấn, chỉ cần là danh sư đi ra bên ngoài thí luyện, hầu như đều sẽ phải tới, mua sắm dược vật, giải quyết ám thương. Trường Huyền nhìn quanh một vòng, không biết phó viện trưởng kia ở đâu, đành phải mang theo Ngụy Trường Phong đi tới đài phục vụ. Hết trường. Chương 1437, 1438, thập diệp hoa. Hai vị là Cân gì? Thấy bọn họ đi tới, nhân viên phục vụ trước đài vui vẻ nói, là một nữ tử, khoảng chừng 30 tuổi, mặc trang phục y sư, bạch sắc, bó sát người, lông mi có một chút thanh tú. Những người này đều là danh sư làm việc ngoài giờ, đã tới ngũ tinh hạ phẩm, hẳn là giống như Lạc Thất Thất, đều là học viên năm 2. Chúng ta lại muốn gặp Vưu Hư, phó viện trưởng. Trường Huỳnh lại đi thẳng vào vấn đề. Phó viện trưởng? Nữ tử sững sờ, lại mang theo nghi ngờ nhìn qua. Có hẹn trước hay chưa? Không có. Trường Huỳnh lắc đầu. Vậy thì không tiện rồi, phó viện trưởng rất bận rộn, không có hẹn trước hoặc là triệu kiến là không thể nào mang các người tới. Nữ tử lắc đầu. Một học viện phó viện trưởng danh sư lục tinh đỉnh phong, coi như là vương công đại thần muốn gặp thì cũng cần phải sớm hẹn trước. Há là một tên học sinh muốn gặp thì gặp sao? Bộ dạng của đối phương chỉ là khoảng 20 tuổi, đoán chừng cũng chính là tân sinh năm nhất. Cái loại tiểu nhân vật như vậy, ngay cả quản sự lại cũng chưa có tư cách đi gặp, lại còn muốn gặp phó viện trưởng sao? Thực sự là một người không biết sợ hãi. Vậy làm sao mới có thể hẹn trước hoặc là triệu kiến? Trường Huyền hỏi. Ta cũng không biết. Thấy mình đã nói rõ ràng rồi mà đối phương vẫn còn không có buông tha, ánh mắt lộ ra một tia mất hứng, nữ tử lại khóa tay áo. Trường Huyền lại vò đầu, thế mà lại còn tưởng rằng chỉ cần gặp được vưu phó viện trường, hỏi thăm hắn về dược liệu, thường định giá cả mua sắm vậy là được rồi, không nghĩ tới, người đâu cũng lại không thấy. Nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn có thể rõ ràng, đường đường là phó viện trưởng, ai mà thực sự muốn gặp là có thể gặp được, vậy không cần phải tu luyện, không cần phải chữa bệnh nữa, chỉ cần gặp người cũng có thể vội vã mà chết rồi. Ừ, mà phải rồi, ta có một vật này, làm phiền ngươi đưa cho Vưu phó viện trưởng, lại có thể thấy thứ đó, hắn vẫn có thể gặp ta thì sao? Trần trừ một lúc, Trường Huyền nói. Thực sự là không tiện đâu, ta có nhiều chuyện phải làm lắm, không phải là người đưa tin, không có khả năng giúp người làm những cái chuyện đó. Thực sự nếu như mà muốn gặp phó viện trưởng, xin ngươi nắm giữ tư cách cùng với hắn đối thoại rồi lại tới. Thấy hắn lại còn muốn đưa ra đồ vật, nữ tử lắc đầu, mặt mũi không vui, cự tuyệt, liền thấy cổ tay của đối phương khẽ đảo, có một lệnh bài xuất hiện trong lòng bàn tay đó chính là chính diện lệnh bài điều khắc hình vẽ đặc thù từng dãy kiến trúc san sát khí thế rộng rãi chính là danh sư học viện lệnh bài trưởng lão trong lòng lục bột một cái nữ tử kia vẫn chưa nói xong liền nuốt vào trong miệng thân là học viên năm hai nàng tự nhiên lại có thể nhận ra đó chính là lệnh bài đại biểu cho thân phận trưởng lão một tân sinh làm sao mà xuất hiện cái thứ này được đang khiếp sợ chỉ thấy cổ tay của thanh niên này lật qua lật lại lại lấy ra thêm hai lệnh bài tương đồng Ta lại có tổng cộng là ba lệnh bài người nhìn cái nào cùng với phó viện trưởng quan hệ tốt hơn liền làm phiền ngươi hỗ trợ đưa cho ta cái đó Tướng lệnh biển hiệu tiện tay ném ở trên bàn Trường huyền lại nói Chuyện này Nữ tử giật mình vội vã cầm lên một cái Chỉ thấy đằng sau ghi hai chữ Mi Trúc Mi Trúc Thú viện mi viện trưởng Bở môi run run mở ra lệnh bài thứ hai Con mắt lại càng tối sầm Triệu bính tuất luyện khí học viện triệu viện trưởng Đồng thời nắm giữ lệnh bài của mi viện trưởng Và triệu viện trưởng Dùn dày lật lật cái lệnh bài thứ ba lên Nữ hài lại cảm giác giống như là bị điện giật Vệ nhiễm tuyết Kinh hồng viện viện trưởng Thập đại trưởng lão Từng cái cao ngạo như mây Coi như là nàng đây là học viên năm 2 Cũng lại chưa thấy qua vài lần Nhiều nhất tại thời điểm Thường chúc mừng hoặc là buổi lễ long trọng Xa xa vẫn có thể thấy nhưng mà bình thường gặp cũng lại không gặp qua được vị này lại là một hơi lấy ra tận ba cái lệnh bài tư nhân nữ tử lại cảm thấy đúng là mình muốn sắp khóc tới nơi thế mà lại còn tưởng là tân sinh không nghĩ tới bối cảnh lớn người lợi hại như vậy trực tiếp đi tìm vừa phó viện trưởng không có được hay sao lại còn nói nhảm với ta như thế để làm gì đang bị dọa tới nỗi sắc mặt trắng bệch, liền ngay thanh niên đối diện đầy sự nghi ngờ nói thế nào vậy vậy chẳng lẽ những lệnh bài này vô dụng sao à, thế mà cái đám người đó lại còn khoác lác với ta lung tung Quay đầu tìm bọn hắn hỏi một chút Thực sự mà không thể tìm Bảo bọn hắn đi qua đây <cười> <cười> Nữ hài suýt một chút nữa thì bị hù cho sặc nước bọt Nói ra ba đại viện trưởng khoác lác sao Lại còn gọi hắn qua đây Vị này đến tôi cùng là ai chứ Buồn cười mới vừa rồi lại còn nghĩ Thái độ của mình đúng là phù hợp Thân thể nhón một cái Gương mặt xinh đẹp lại trắng bệch ra Không cần đâu Thứ này hữu dụng rồi sợ nói nhiều nữa lại chọc đối phương chán ghét thêm, vội vã đưa lệnh bài trở về, đi ra quầy phục vụ. Xin mời đi theo ta. Mà kệ đối phương vừa mới vừa rồi là nói thật hay là nói giả, lại có thể một hơi lấy ra ba lệnh bài đại trưởng lão, thân phận đã không phải là nàng có thể phán đoán được. Ồ, được rồi. Thấy lệnh bài trưởng lão thực sự đúng là hữu dụng, trường huyền lại gật đầu, cùng với ngụy trường phong đi theo sau lưng, đi thẳng về phía trước. Không bao nhiêu lâu sau, đi ra y sư tháp, đi tới trước một biệt viện rộng lớn, đây chính là trụ sở của vưu phó viện trưởng Nữ tử lại chỉ vào Trường Huy lại nhìn sang Không hổ là chỗ ở của phó viện trưởng So với biệt viện của Hồ Yêu Yêu lại còn rộng lớn hơn rất nhiều Trong đó có trận pháp bao phủ Thấy không rõ ràng lắm Có điều lại có thể cảm nhận ra Linh khí bên trong đó rất là tinh thuần Nồng nặc qua lại vây quanh Cho người ta một loại cảm giác rất nặng nề Nữ tử tiến tới về phía trước một bước Lại gõ cửa Có một vị trung niên đi ra Tôn lão sư, Hai vị này lại muốn gặp lưu vưu viện trưởng Nữ tử vội vã nói Gặp viện trưởng sao Tôn lão sư lại nhíu mày Nhìn Trương Huyền một cái Phát hiện ra mình không có nhận ra Lập tức lại rơi vào trên người của ngụy trưởng Phong, Ánh mắt lại sáng rực Nguyên lai chính là linh tài các các chủ lại tới đây Ta sẽ đi bẩm báo với gia sư Ngụy Trường Phong là cường giả thánh cảnh, là một nhân vật nổi danh Hồng Viễn Thành, không ít người gặp qua, đồng thời phải nhận biết. Ngụy Trường Phong cũng như vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tôn lão sư xoay người đi vào, nữ tử ở một bên lại bị dọa tới mức độ suýt một chút nữa ngồi bệt xuống dưới đất. Vừa rồi cái tên này đi theo sau lưng thanh niên, một câu lại cũng chẳng thèm nói, lại còn tưởng rằng là hạ nhân nữa, Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn là linh tài các các chủ. Cường giả thánh cảnh mà làm hạ nhân của hắn sao? Thanh niên này đến tụt cùng là ai? Mặt của nàng trong nháy mắt lại trắng bệch. Tôn lão sư đi vào trong tiểu viện, rất nhanh vội vã tới gần, lại khẽ khom người. Hai vị à, xin mời. Ừ. Không để ý tới nữ tử kinh ngạc sắp ngốc đến nơi, trường Huyền lại nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào bên trong tiểu viện, lập tức cảm thấy có một mùi thuốc xông vào trong mũi, linh khí nồng nặc, giống như là gió lốc quanh quẩn bên tai, phát ra thành âm nghẹn ngào. Linh khí hối minh sao? Trường Huyền sững sờ. Cái loại tiếng vang đó không chỉ là linh khí hình thành mà là hội tụ vô số bảo vật hình thành hòa âm. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại chỉ thấy trong sân là dược viên không lớn chỗ linh khí hối mình đang ở trong đó, bên trong trồng đủ những loại cây cối, muôn hồng nghìn tía để cho người ta nhìn lên một cái, tinh thần rất sảng khoái. Đoạn âm thảo, nhất tiếu hoa, thất tâm lưu lan. Nơi này như vậy mà có rất nhiều thánh dược. Trường Huy lại nhíu mày. Mặc dù dược viên này không quá lớn, chỉ có mấy trăm loại dược vật, nhưng mà từng cái là cấp bậc không thấp, thậm chí thánh dược cũng lại thấy được vài gốc. ố thập diệp hoa, vừa nhìn tới phía trước vừa quan sát, đột nhiên ánh mắt của hắn lại sáng rực. Thập diệp hoa, dược vật thánh cấp. Hoàn toàn là chín mùi, 10 lá cây nở rộ 10 đóa hoa màu sắc khác nhau, đối ứng ba hồn bảy phách của con người. Ngụy Nhu Yên lại dùng thứ này mà tầm bổ linh hồn, nhanh thì 3 ngày, chậm thì một tuần, khẳng định lại có thể để cho nàng ấy tỉnh táo hoàn toàn. Thiếu gia, gốc thập diệp hoa đó là có thể hay không? Đang quan sát, Ngụy Trường Phong lại truyền âm, rất là hiển nhiên, vị linh tài các các chủ này cũng đã nhìn thấy được bụi dược liệu này rồi. Vì cứu chữa cho nữ nhi, hắn lý giải dược liệu đúng là không hề yếu. Ừ, gốc thập diệp hoa này có thể cứu con gái của người. Nhưng mà chỉ có điều, nếu như mà hoa nở mà nói, công hiệu của nó sẽ mạnh lên không ít. Trương Huyền gật đầu. Gốc thập diệp hoa này là trạng thái phiến lá, cách nở hoa còn có một đoạn thời gian dài. Nhưng mà ngụy Như Yên khẳng định không thể nào chờ đợi được, coi như là không đạt tới công hiệu lớn nhất, cứu mạng vẫn có thể làm được nghe được thiếu gia xác nhận ngụy trường phong lại thở phào một hơi trong mắt lại tràn đầy sự kích động lão sư ngụy các chủ đã tới rồi hai người vừa mới nói xong tiếng của tôn lão sư vang tới liền lập tức thấy một lão già cách đó không xa khom người bón phân cho cây cối bộ dạng sáu bảy mươi tuổi trồng dâu hoa dâm phía trước hắn là một đóa hoa màu đỏ tươi phía trên có hoa văn cực kỳ rõ ràng mang theo vẻ đầy sự yêu diễm lão già lại nhẹ nhàng đào đất, đổ vào một chậu chất lòng đỏ tươi, rồi chậm rãi, lấp bùn đất trở về. Yêu huyết hoa Trường huyền lại nhíu mày. Loài cây hoa đó, hắn lại nhận biết, mặc dù cũng là dược vật thánh cấp, nhưng mà có rất ít người trồng. Không phải là bởi vì đóa hoa không có tác dụng gì lớn, mà là nuôi dưỡng nó thực sự rất khó. Bởi vì thứ này chỉ có máu tươi tầm bổ mới có thể sống được. Nuôi một đóa hoa như vậy, ít nhất phải săn giết 10 con linh thú trở lên, cực kỳ đáng sợ. Xem ra, Niên kỷ của vị vưu phó viện trưởng này đúng là không nhỏ. Mặc dù khó nuôi nhưng mà công hiệu lại lớn, một khi mà thành thục phục dụng lại có thể để cho người ta tăng lên huyết khí, kéo dài tuổi thọ. Vưu phó viện trưởng tính tâm chăn nuôi chỉ sợ chính là vì mục đích đó. Nếu như không, đường đường là một danh sư làm sao có thể lao tâm lao lực mà nuôi dưỡng một cái cây như vậy. Khoát tay áo, lão già cũng lại không xoay người mà dấm bằng mặt đất, lúc này mới rửa mặt rửa tay một cái, xoay người nhìn qua. Ta lại nghe nói qua đại danh của ngụy các chủ, lúc này là lần đầu tiên gặp mặt rồi. Vưu phó viện trưởng lại cười cười nhìn qua. Tại hạ cũng đã sớm nghe nói vưu phó viện trưởng, am hiểu nuôi dưỡng dược liệu. Ngày hôm nay, gặp mặt qua, quả nhiên đúng là được mở rộng tầm mắt. Ngụy trưởng phòng lại ôm quyền nói. <laughs> không tính là am hiểu gì đâu Chỉ là yêu thích mà thôi Vậy không biết Ngụy các chủ đột nhiên lại tiến tới đây Hỏi thăm ta là có chuyện gì vậy vì phó viện trưởng lại hỏi tất cả mọi người là cường giả thánh cảnh mặc dù chưa từng gặp mặt nhau nhưng mà đã từng nghe qua tên không cần thiết phải hàm xúc quá chưa từng gặp mặt đột nhiên đi tới đây muốn nói không có việc gì sao khẳng định là không tin Vừa phó viện trưởng một người sảng khoái nói chuyện chính là cũng sảng khoái tại hạ tới đây quả thực là có một việc gì đó muốn nhờ ngụy trưởng phong lại không người tại hạ lại muốn mua gốc thập diệp hoa kia của phó viện trưởng Thập diệp hoa Nhìn thoáng qua cây dược liệu phun ra nuốt vào linh khí trong viện kia Vừa phó viện trưởng lại lắc đầu Thực sự đúng là không tiện rồi Bụi dược liệu này ta không bán Vẻ mặt của ngụy trưởng phong lại quính lên Tại hạ là cầu bụi dược liệu này Bởi vì muốn cứu người Mong phó viện trưởng hãy thành toàn cho ta <laughs> Ta đã nói là không bán Tôn nguyên, tiên khách Vừa phó viện trưởng lại khóa tay áo Vâng, Tôn lão sư Tôn Nguyên lại đi lên phía trước, khẽ khom người. Hai vị à, xin mời. Cái này, Ngụy Trường Phong lại vội vã mở miệng. Ta biết là tùy tiện xin thuốc có một chút đường đột, nhưng mà ta thực sự là vì muốn cứu người. Giá cả bao nhiêu, Phó Viện trưởng hãy cứ mở miệng ra, chỉ cần ta có thể trao đổi thôi, nhất định không hối tiếc. Hết trường. Trường 1439-1440 Giá cả Không phải là vấn đề giá cả đâu Mà là những dược liệu này Lão sư không có bán ra Mong được tha thứ Tôn Nguyên cũng khoát tay áo ngụy Trường Phong lại cắn rằng Chỉ cần đối phương bán ra Cho dù có táng ra bại sản Mình cũng lại khẳng định phải mua sắm Nhưng mà người ta không bán Vậy thì không thể nào đoạt được Không nói trước hắn không phải là đối thủ Chỉ nói nơi này là danh sư học viện Liền để cho hắn không dám có ý đồ khác Ta là bởi vì muốn cứu nữ nhi của mình. Nàng ấy rất cần thánh dược ôn nhuận linh hồn. Mong, mong lão viêu viện trưởng hãy thành toàn cho ta. Ngụy Trường Phong hít sâu một hơi lại quỳ dạp xuống mặt đất. À... Nhìn thấy động tác này của hắn, Trường Huy lại than dài. Vì nữ nhi, hắn đã liên tục hai lần quỳ xuống rồi. Đường đường là cường giả thánh cảnh, vì muốn cứu nữ nhi mà tôn nghiêm cái gì cũng lại từ bỏ, cái gì lại cũng chẳng cần. Cái này chính là lòng cha mẹ. Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ vì con cái mà cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể từ bỏ. Loại yêu thương đó đơn thuần và vô tư, vĩ đại nhưng nặng nề. Ta đã nói không bán, coi như là ngươi có quỳ chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không thay đổi đâu. Đi đi. Về mặt vừa phó viện trưởng không thay đổi, lại khoát tay áo. viu viện trưởng, vưu viện trưởng. Ngụy trường phong trướng đỏ bừng, móng tay lại nhắm tới trong thịt. Tất cả mọi người là cường giả thánh cảnh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy không nghĩ tới quỳ xuống cầu khẩn mình nhưng mà đối phương cũng lại không hề rung động thấy đối phương không thể nào cho mình thể diện trương huyền lại lắc đầu đang định tiến tới hỗ trợ khuyên can vài câu liền nghe bên ngoài tiểu viện vang tới một tiếng đập cửa tôn nguyên nghi ngờ nhìn thoáng qua lại đi về phía trước không bao nhiêu lâu sau có một trung niên theo ở phía sau đi tới về viện trưởng gia sư luyện đan cần một gốc hàm nguyên thảo thanh cấp trung niên nhân lại ôm quyền Hàm Nguyên Thảo sao? Vừa phó viện trưởng lại nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Nguyên, đi lấy cho trác sư. Vâng. Tôn Nguyên gật đầu, lại đi vào bên trong dược viên. Không bao nhiêu lâu sau, liền lấy tới một thực vật màu sắc nhạt. Ừ, đa tạ. Trung nhân nhân kia gật đầu, cổ tay khẽ đảo, có mấy viên linh thạch thượng phẩm xuất hiện trước mặt. Đây là tiền thuốc. Quang mang lấp lánh, không nhiều không ít, vừa vặn là 10 viên. Vư viện trưởng thu hồi linh thạch, trung niên nhân lại cầm dược liệu xoay người rời đi. Một trận giao dịch không quá vài phút. Vư viện trưởng, không phải là người nói không bán hay sao? Vì sao vị chắc sư này đi tới, liền đã trực tiếp bán ra? Thấy đối phương tùy tiện mà mua, mà bản thân mình quỷ xuống đây cũng lại không bán. ngụy trưởng phòng lại siết chặt nắm đấm, trên đầu lại toát ra đầy gần xanh. Trường huyền lại cũng nhíu mày nhìn sang. Nếu như mà nguyên tắc của đối phương là không bán, vậy thì xem như hắn đây cũng lại chẳng tiện nhiều lời nhưng trác sư kia vừa tới lại trực tiếp bán ra đối với ngụy trưởng Phong lại không bán đối đãi khác nhau cũng có một chút hơi quá phận lão sư của trác sư là đan viện lục phong viện trưởng hắn mua là dùng để luyện chế đan dược cấp 6, tự nhiên sẽ bán ra mà người sao dường như chúng ta lại còn chưa có giao tình này không phải là muốn bán là bán vừa viện trưởng lại nói ta Bà... ngụy trưởng phòng lại cắn răng Quả thực, hắn cùng với đối phương chỉ là lần đầu tiên gặp mặt Không có giao tình Đối phương bán cho người đó là nhân tình Không bán cho người đó là công đạo Quả thực, không phải là vấn đề về tiền uhm, Không thể nào nói như vậy được Công hiệu lớn nhất của dược vật Chính là cứu người Thầy thuốc như cha mẹ Không có khả năng bởi vì giao tình yêu ghét Mà không để ý tới bệnh nhân Do đó để cho người ta chết Nếu nhi của ngụy các chủ Ngàn cân treo sợi tóc Chỉ có thập diệp hoa này kéo dài được tính mạng Mong viên viện trưởng hãy thanh toàn đi Trường Huyền lại nhịn không được, tiến tới một bước, ôm quyền nói. Chúng ta đang nói chuyện, có phần ngươi chen vào sao? Ngươi là ai? Vừa phó viện trưởng lại nhíu mày. Hắn là danh sư lục tinh, địa vị tôn sùng, lại còn thêm thân là y sư học viện phó viện trưởng. Lúc này lại bị người ta giáo huấn, huống chỉ là một tên thanh niên 20 tuổi. Tại hạ Trương Huyền, là tân sinh năm nay vừa tới. Trương Huyền nói. <laughs> ta lại còn tưởng là ai, Nguyên lai, ngươi người chính là Trương Huyền kia sao? Vừa phó viện trưởng lại sừng rốt một chút rồi lập tức cười lạnh. Ta đã nghe nói qua người. Mặc dù được đám người mi viện trưởng và triệu viện trưởng coi trọng, nhưng mà ở trước mặt của ta, người vẫn chỉ là một vãn bối, không có tư cách mà lên tiếng. Một tân sinh, đi tới học viện, không học tập cho giỏi giang, ỉ vào trong mấy phần thiên phú, đi khắp nơi rêu rào, huyên náo người người oán trách. Quả thực có nhục danh tiếng của danh sư. Nếu như là đệ tử của ta, sớm đã trục xuất sư môn rồi. Nói tới đây, hắn lại nhìn về phía trường huyền, lộ ra một chút khinh bỉ lại khoát tay áo. Được rồi, thừa dịp tâm tình của ta vẫn còn chưa hoàn toàn xấu, lập tức mà rời đi. Nếu như không, đừng có mà trách ta không khách khí. Không khách khí? Không sai, tân sinh phải có bộ dạng của tân sinh, liền phải tuân thủ quy tắc của tân sinh. Không biết tốt xấu, không biết đại cục, không tuân trưởng ấu, không tuân thủ lễ nghi, nếu như mà ngươi ở lại đây cứ lại nhái, ta không ngại thay lão sư của ngươi, giáo huấn cho ngươi một trận. Vưu phó viện trưởng lại chắp hai tay sau lưng, hất ống tay áo. Sao? Thay lão sư của ta giáo huấn ta. Không nói trước ngươi có tư cách đó hay không, cho dù là có, cũng lại không tới phiền ngươi. Thấy ngữ khí của đối phương bất thiện, đối với hắn ôm thành kiến rất lớn, trường Huy lại lắc đầu, tiến về phía trước một bước. Bôi nhọ danh tiếng của danh sư, không phải là ngươi định đoạt mà là từ danh sư đường cùng với học viện quyết định. Lại còn nói, mặc dù nơi này là biệt viện của ngươi, nhưng mà cũng là tài sản chung của học viện. Đuổi ta đi sao? Ngươi có tư cách này sao? Ta nhớ được... Nhẹ nhàng lại cười, thần sắc của Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua. Ngươi còn không phải là viện trưởng mà. Người khác kính hắn, hắn kính người khác. Mới mở miệng, liền nhục nhã danh tiếng của danh sư, trục xuất sư môn sao? coi như là tính khí của hắn khá hơn đi chăng nữa cũng lại có một chút nhịn không được. Danh sư nặng nhất chính là thanh danh. Nguyên nhân chính là như vậy, dù rằng biết rõ cứu chữa Ngụy Như Yên sẽ hao tổn linh hồn, nguyên thần bị hao tổn, hắn cũng lại sẽ không hối tiếc. Đối phương vừa mới mở miệng ra, liền đã rêu rao khắp nơi. Trục xuất sư môn, tương đương với trần trụ nhục mạ, đã xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Đúng là làm càn. Người có biết người đang nói chuyện với ai không? không nghĩ tới một tên tân sinh lại còn dám phản bác mình vừa phó viện trưởng lại tức giận sắc mặt trầm xuống nói chuyện với ai ta tự nhiên biết danh sư lục tinh vưu hư y sư học viện phó viện trưởng ta biết ta nói chuyện với ai nhưng mà người biết mình đang nói chuyện với ai không sống lưng thẳng tắp cả người giống như là một cây trường thương mang theo khí tức lăng lệ trường huyền lại ngạo khí bức người tại hạ là khách quý của mặc đường chủ mi viện trưởng triệu viện trưởng vệ viện trưởng cầm trong tay ba lệnh bài của trưởng lão có hai đại chức nghiệp luyện khí sư lục tinh kinh hồng sư lục tinh tùy ý vũ nhục ta mở miệng uy hiếp ta ta lại nhìn không phải là làm càn mà người đó tôn nghiêm của danh sư không thể nào nhục nhã được huống chi là thiên nhận danh sư người vừa phó viện trưởng lại hiếp mắt lại sự tình của trường huyền hắn đã từng nghe qua Vừa mới tới học viện liền làm dư luận xôn xao, lão sinh tân sinh vỡ tổ không nói, lão sư tầm đó cũng lại thảo luận rất là kịch liệt. Đối với cái loại người không tuân thủ quy củ đó, bản thân hắn liền không hề thích, muốn giáo huấn một lần cho ra cái oai phủ đầu, không nghĩ tới vậy mà bị ở trước mặt người ta phản bác. Đối phương nói không sai, cầm trong tay lệnh bài trưởng lão của ba đại viện trưởng, tương đương với những trưởng lão này đích thân đi tới, thực sự mà muốn đuổi hắn đi, tương đương với không nể mặt bọn họ, quả thực đúng là không ổn. Mặc dù hắn cũng là danh sư lục tinh đỉnh phong Nhưng mà so ra rất nhiều viện trưởng vẫn lại kém một bậc Tại hạ lại mang theo thuộc hạ đi tới đây Chỉ là vì muốn mua thánh dược Nếu như có điều kiện gì Người nói ra vậy là được rồi Đường đường là danh sư lục tinh Nhưng mà lại nhắm vào cá nhân ta Tùy ý vũ nhục Vậy nếu như mà ta báo lại chuyện này cho học viện Không biết học viện lại có thể điều tra hay không Không để ý tới đối phương đang phẫn nộ Trường Huyền lại hừ lạnh Người người rất tốt. Không nghĩ tới bản thân mình nhất thời giận dữ, bị đối phương bắt lấy tay cầm, sắc mặt của Vưu Hư phó viện trường lại tái xanh. Danh sư coi trọng thân phận, đường đường là danh sư lục tinh, không bán thì là không bán. Mở miệng vũ nhục một vị luyện khí sư lục tinh, quả nhiên là trái phong độ cùng với uy nghiêm của danh sư. Thực sự là muốn báo lên học viện, trừng phạt lớn nhất chắc chắn là sẽ không có, nhưng mà nhắc nhở là tránh không được. Một khi mà truyền ra ngoài, làm không cẩn thận sẽ càng thêm mất mặt đã sớm nghe nói cái tên gia hỏa này cực kỳ quỷ dị, không nghĩ tới nói năng cũng lại sắc bén như vậy. Biết tiếp tục đấu võ mồm với đối phương, làm không cẩn thận lại còn phải ăn đầy thiệt thòi, vì Hư phó viện trưởng lại không dây dưa vấn đề này nữa. Thập Diệp Hoa, là ta vất vả bao nhiêu năm bồi dưỡng, nếu như mà quả thực người muốn mua, cũng không phải là không thể bán. Thấy hắn đột nhiên lại đổi giọng, Trường Huyền và Ngụy Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, từng người một lẽ nghi hoặc. Nhưng, giá cả sẽ cao một chút. Vừa phó viện trưởng đột nhiên lại nói Mời nói đi Ngụy Trường Phong lại ôm quyền Mặc dù không biết vì cái gì mà đối phương đột nhiên lại cải biến ý tứ Nhưng mà lại có thể bán ra Dù sao cũng lại tốt hơn lệnh mua không được Ta lại cần một gốc vân vụ hoa Nếu như mà ngươi có thể ở trong hai ngày Lấy tới cho ta một gốc Có thể trực tiếp đưa tới cho ngươi thập diệp hoa Vưu phó viện trưởng nói Vân vụ hoa Trường huyền lại cao mày Mặc dù hắn là y sư tứ tình, lý giải không ít dược liệu nhưng mà chưa từng nghe nói qua cái loại thuốc đó. Đang muốn hỏi thăm một chút, đến tuột cùng đây là cái gì, chỉ thấy sắc mặt của ngụy Trường Phong trắng nhợt, thân thể lại run lên. Người biết thứ này sao? Trường Huyền nhịn không được hỏi. Vân vụ hòa là một loại cây cối đặc hữu tại vân vụ lính bên trong hồng viễn sơn mạch, cũng là không phải là dược liệu. Bỏ lá vào bên trong nước sôi sẽ sinh ra hơi nước nồng đậm, tựa như là mây mù, cực kỳ đẹp mắt, đó là một loại lá trà trần quý Ngụy Trường Phong nói Lá trà Dùng một gốc trà mà đổi lấy thập diệp hoa sao Trường Huyền sững sờ Thập diệp hoa là dược vật thánh cấp Giá trị ít nhất là 10 viên linh thạch thượng phẩm trở lên Dùng một gốc trà trao đổi Có vài phần hơi quá rẻ rồi Ừ Ngụy Trường Phong gật đầu Muốn nói thêm điều gì Cuối cùng lại ngưng lại Mà ngẩng đầu nhìn về phía vưu phó viện trưởng Được Ta sẽ đáp ứng Vậy là tốt rồi, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Vì phó vị trưởng lại nhẹ nhàng cười, rồi khoát tay áo. Yên tâm đi, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Đến lúc đó, hãy giao cho ta thập diệp hoa. Hít sầu một hơi, ngụy trường phòng siết chặt nắm đấm, lập tức gọi trường huyền một tiếng. Thiếu ra, chúng ta đi thôi. Thấy bọn họ thương nghị xong, trường huyền lại cũng không nhiều lời, hai người lại đi ra khỏi tiểu viện. Mới vừa rời đi, Tôn Nguyên nhịn không được nhìn về phía lão già trước mặt, Lão sư, vân vũ lính thánh thú tụ tập, coi như là người tinh thông thuần thú giống như là mi viện trưởng, thực lực lại còn mạnh mẽ tiến vào, cũng rất khó có thể trở về. Người lại để cho ngụy các chủ đi hái vân vũ hoa, đây có phải là hơi quá nguy hiểm hay không? <laughs> nguy hiểm sao? Ta đương nhiên biết là nguy hiểm. Ngụy Trường Phong làm những cái chuyện đó, người cũng không phải là chưa từng nghe qua. Cái loại gieo họa này, chết đi là tốt nhất. Còn cái tên Trương Huyền kia sao? Mắt không trưởng ấu, không biết tôn ti, đi cùng là tốt nhất. Nếu như mà không đi, cũng lại cho hắn biết, danh sư lục tinh, không phải là hắn có thể tùy tiện đắc tội được. Vưu phó viện trường lại cười lạnh. Hết trường. Hết tập 191. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đồ thư quán.